Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực Quảng Trị Thừa Thiên Huế, suy giảm thành một vùng áp thấp, gây mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, trên diện rộng, trải khắp từ Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ. Khu vực miền Tây Nam Bộ cũng có mưa diện rộng. Nhiều nơi như Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nước sông lên cao, nhất là sông Danh ở Quảng Bình, cơ quan khí tượng Thủy văn đã cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở. Dự báo từ nay đến ngày 28 tháng 9, trên các sông ở Nghệ An đến Hà Tĩnh cũng có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 2 đến 4 mét, tại hạ lưu là 1,53 m. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9, mưa do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cơ bản giảm. Song, trời vẫn còn âm u, nhiều mây, nên nhiều nơi có thể không xuất hiện ánh trăng rằm Trung Thu 2023 hoặc bầu trời đêm không quang tỏ như thường lệ. Ngày 26 tháng 9, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với bí thư chi bộ khu phố trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố trên địa bàn quận. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung cho biết, trước sắp xếp khu phố, quận có 130 khu phố và 1.669 tổ dân phố. Sau khi sắp xếp sẽ có 367 khu phố, không còn tổ dân phố. Khu phố sau khi sắp xếp sẽ có 5 chức danh gồm bí thư, trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên được hưởng phụ cấp từ ngân sách. Ngoài 5 chức danh trên, Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu Ủy ban Nhân dân 10 phường có phương án với 5 chức danh được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng từ đoàn phí, hội phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động và từ các nguồn quỹ khác nếu có, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể, chi hội trưởng cựu chiến binh, chi hội trưởng nông dân, chi hội trưởng người cao tuổi, chi hội trưởng chữ thập đỏ, chi hội trưởng khuyến học. Ngày 26 tháng 9, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã có công văn gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Đồng Nai và Sở Y tế Bình Dương về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ sau khi ghi nhận 2 trường hợp mắc đậu mùa khỉ ở Bình Dương và Đồng Nai. Để kịp thời giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, không để bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương trên tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Ngày 26 tháng 9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thắng, 24 tuổi, trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai đã lập nhiều tài khoản Facebook, rồi truy cập vào các nhóm xuất khẩu lao động để đăng tin tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Sau đó, Thắng lập nhóm Zalo, thêm bị hại vào nhóm. Các thành viên trong nhóm Zalo đều là tài khoản Zalo ảo của Thắng lập ra để tư vấn, hứa hẹn sẽ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc với chi phí rẻ, tiêu chuẩn tuyển chọn thấp, quy định phỏng vấn, ngoại ngữ đơn giản và được bao trọn hồ sơ, thủ tục. Sau đó, Thắng yêu cầu mỗi người lao động chuyển tiền cho Thắng, mỗi lần từ 250 đến 3.000 đô la Mỹ. Đến nay, Phạm Văn Thắng đã lừa đảo của hàng chục bị hại trên địa bàn cả nước với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới tuyên phạt bị cáo Lê Toàn, sinh năm 1990, trú Tam Kỳ, Quảng Nam, phóng viên tạp chí điện tử Một Thế Giới 21 tháng tù giam và 12 tháng tù treo đối với bị cáo Lê Thị Nhung, trú thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, dù chưa có đủ cơ sở sai phạm của Lê Chí Hiếu, Mai Thị Thu Yến, chủ khu du lịch Đồi Mây Đắng, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, nhưng Lê Toàn đã cấu kết với Lê Thị Nhung đến khu du lịch trình thẻ phóng viên tạp chí điện tử Một Thế Giới. Toàn đe dọa sẽ viết báo về những sai phạm, sau đó rời đi. Từ đó, Toàn nói Nhung gợi ý cho Yến rằng nếu không muốn bị phản ánh lên báo thì phải đưa 50 triệu đồng.
Tối ngày 17 tháng 5 năm 2023, Toàn nói Nhung liên lạc Yến đưa 30 triệu để không lên bài. Sáng ngày 19 tháng 5, Toàn tiếp tục đe dọa Hiếu, Yến sẽ làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về sai phạm của khu du lịch Đồi Mây Đắng. Do lo sợ, Hiếu hẹn Toàn ăn trưa cùng ngày ở Đồng Hới và đưa tiền cho Toàn trên xe ô tô do Nhung sở hữu. Ngay sau đó, Toàn và Nhung bị công an bắt. Chiều ngày 26 tháng 9, ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết đã yêu cầu Phòng Giáo dục huyện U Minh Thượng báo cáo vụ việc một học sinh lớp 9/2 trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa bị một số người lạ đánh trọng thương ngay trước cổng trường. Phụ huynh học sinh bị đánh cho hay đã làm đơn tố cáo gửi công an xã Vĩnh Hòa về việc con mình bị một nhóm 8 người chặn đánh gây thương tích. Theo hồ sơ bệnh án tại khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, nạn nhân bị chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, cổ, phù nề mô mềm vùng trán trái, chấn thương bụng kính, xuất huyết nội và vỡ lách độ 2. Đại diện công an xã Vĩnh Hòa cho biết hiện đang xác minh và truy tìm các đối tượng, đồng thời cơ quan chức năng sẽ cho giám định tỷ lệ thương tật để làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Trước đó, nạn nhân có hiểu lầm với một học sinh lớp 8 cùng trường. Sau đó, hai người hẹn ra trước cổng trường nói chuyện rồi xảy ra việc nạn nhân bị đánh hội đồng. Ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Duy, sinh năm 1992, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Duy và bạn gái, sinh năm 1998, có quan hệ tình cảm từ năm 2017. Đầu tháng 7 năm 2022, người yêu nhắn tin chia tay nên Duy hẹn gặp để nói chuyện. Ngày 6 tháng 7 năm 2022, Duy mang dao đến một khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gặp tình cũ mong nối lại tình cảm nhưng cô gái không đồng ý. Sau đó, Duy đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Sáng hôm sau, Duy đến cơ quan công an đầu thú. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo có tính côn đồ, xâm phạm tính mạng người khác, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ra đầu thú, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân nên đã tuyên bị cáo tù chung thân.